Các bạn, hôm nay là bài học thứ hai thực hành về bóng motor. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn sơ qua về cấu tạo và những công dụng, vật dụng mà người thợ cần phải có. Thì chúng ta nên tiến hành loại bỏ những lớp dây hỏng, lớp dây đã bị cháy. Các bạn nên cẩn thận ghi lại đường kính, số lượng của mỗi dòng dây, của dây chạy và dây đề, để cho chúng ta có số nguyên liệu ra cửa hàng và mua dây mới. Trước khi quấn mới vào, các bạn chú ý lót giấy cách điện bằng các loại giấy như giấy xù và giấy dầu. Đây, lót vào khe này. Thì mục đích của việc lót giấy vào những cái khe này là khi ta đặt dây dẫn từ vào, tránh cho dây dẫn từ tiếp xúc với lõi sắt chạm mát, nó gây nguy hiểm cho chúng ta và cho cả người dùng. Vì chúng ta không lót giấy cẩu thả, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, có thể gây chết người. Và bây giờ chúng ta tiến hành quấn dây dẫn từ. Trước khi quấn, chúng ta phải có khuôn quấn. Đây, cái khuôn quấn. Để tôi lấy khuôn quấn. Trước khi ta quấn, các bạn nên lấy ni của vòng dây để chúng ta cân số, cân kích thước cho nó vừa với tép dây để lắp vào motor. Đây, tôi lấy ni như thế này đây. Rồi, các bạn thấy như vậy là lấy ở khoảng này. Tôi làm cái ni và tép dây của tôi đã ghi lại nó 30 vòng thì tôi quấn đủ 30 vòng. Các bạn nên nhớ các bạn quấn cẩn thận, tránh việc là chồng lấn dây lẫn nhau thì làm cho công việc lắp vào một tơ chúng ta khó khăn. Tiếp đến, ta quấn tép thứ hai là 32 vòng. Thank you.
Tôi đã quấn xong 4 tép dây này, nhưng số dòng dây của mỗi tép dây không đổi. Đây là lớp dây chạy mà chúng ta quấn vào trong motor trước tiên nhất. Thì các bạn hãy làm theo tôi những thao tác như thế này. Và như vậy tôi đã vừa quấn xong 3 tép dây, thì số vòng của mỗi tép dây đều khác nhau. Số vòng trong cùng nhất là có 30 vòng, và số vòng thứ hai là 32 vòng, và số vòng thứ ba là 40 vòng. Và tiếp theo tôi quấn lớp thứ tư của động cơ. Các bạn nên nhớ, các bạn quấn dây vào động cơ thì các bạn thao tác các bạn làm thật khéo léo. Tôi đã quấn xong tép thứ hai, và các bạn chú ý đây là điểm đầu của tép dây thứ nhất được quấn theo chiều thuận như thế này. Đến tép dây thứ hai, ở đây là điểm nối. Thì ra tôi để nguyên như vậy đây cho các bạn dễ chú ý. Nối tiếp với tép dây thứ hai chạy theo chiều nghịch của tép dây thứ hai. Chúng ta nối dây theo chiều nghịch. Và thao tác quấn dây cũng giống như thao tác quấn dây của tép thứ nhất và tép thứ hai. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm những tép dây còn lại. Đây tôi sửa này cho gọn lên nha các bạn. Thì thao tác ta làm giống như những thao tác trước, chúng ta làm thật nhẹ nhàng để khỏi phải dây khỏi phải bị chày.
sửa tiếp dây thứ hai và lắp vào như thao tác vừa nãy. Bây giờ ta tiếp tục test dây thứ ba. Thank you.
tôi đã quán xong 3 tép dây chạy, chỉ còn một tép cuối cùng như thế này thôi. Đó là chúng ta đã hoàn thành lớp dây chạy. Thì thao tác này các bạn cũng làm như thao tác vừa rồi. Và các bạn chú ý nhớ chừa những khe trống như thế này hay khe trống như thế này để chúng ta quấn lớp dây đề là lớp dây sau cùng và lớp dây ngoài cùng nhất. Như vậy ta đã quấn xong lớp dây chạy. Bước tiếp theo chúng ta quấn lớp dây đề. Lớp dây đề thì đường kính sợi dây nhỏ hơn so với lớp dây chạy và số vòng dây của lớp dây đề ít hơn. Tôi đã quấn xong 4 tép dây đề này đó các bạn. Và bây giờ chúng ta lắp vào đây. Thì những cái khe mà số lượng của lớp dây chạy ít á, là cái khe của dây đề chúng ta quấn chồng lên. Các bạn nhìn nè. Ta sửa dây nha các bạn, cho thẳng ra nha các bạn. Thì thao tác quấn giống như chúng ta làm lúc nãy, đó là quấn lớp dây đề. Ta làm thật nhẹ nhàng. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về bài tập thực hành quấn motor cho động cơ một pha. Các bạn hãy đăng ký kênh của tôi để có được bài hướng dẫn tiếp theo, phương pháp đấu nối dây và khởi động động cơ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong đoạn video tiếp theo.